chồng nói ly hôn vì vợ có người mới. Lâm Khánh Chi, thông tin anh Hùng nói là sai, tôi không ngoại tình. Sau thời gian ly hôn, Phi Hùng và Lâm Khánh Chi đều có cuộc sống riêng. Nam người mẫu cũng đã công khai người yêu mới, trong khi đó vợ cũ cũng giới thiệu trợ lý đặc biệt điển trai. Một thời gian im lặng, chồng cũ ca sĩ chuyển giới đã chính thức xác nhận hôn nhân đổ vỡ là do vợ có người mới. Phi Hùng đã chính thức có những chia sẻ về câu chuyện hôn nhân tan vỡ với Lâm Khánh Chi. Anh cho biết nguyên nhân là có người thứ ba xuất hiện. Cụ thể, Phi Hùng tâm sự với Ngôi Sao .net, anh cho biết: "Tôi cảm thấy sốc, khó tin khi phát hiện cô ấy tâm sự với một người bạn là đang rất khổ tâm, khó xử khi phải chọn giữa tôi và Song Duy. Cô ấy nói với tôi là tình nghĩa, còn Song Duy là người hiện tại cô ấy yêu. Thế nhưng khi tôi hỏi, vợ cũ vẫn chối, nói họ chỉ là chị em. Tất cả nhân viên làm việc bên cạnh Lâm Khánh Chi hàng ngày đều nhìn thấy và biết mối quan hệ đó. Nhưng đến giờ cô ấy vẫn không thừa nhận. Đang ở với chồng mà cô ấy còn đưa ra so sánh lựa chọn với người khác như thế. Theo tìm hiểu của tôi, họ đã quen nhau gần cả năm. Tôi không định nói ra chuyện này, nhưng hiện áp lực dư luận quá lớn khiến tôi chịu hết nổi. Tôi cần nói rõ ràng một lần để các fan của Lâm Khánh Chi và tất cả khán giả hiểu rõ sự việc. Trước những chia sẻ của chồng cũ Phi Hùng về việc ngoại tình khi đang sống chung, Lâm Khánh Chi đã có cuộc hẹn gấp với truyền thông để nói hết những tâm tư của cô, tránh những hiểu lầm không đáng có. Đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ chuyển giới lên tiếng về việc này. Sau hơn 2 tháng chia tay, cô khẳng định không phải người sai trong chuyện tình đổ vỡ này. Sau khi đọc được những thông tin anh Hùng chia sẻ thì tôi thật sự vô cùng bất ngờ vì những thông tin này hoàn toàn không đúng với sự thật. Anh Hùng nói tôi ngoại tình là không đúng, tôi quá buồn khi đọc được bài viết đó nên tôi quyết định phải lên tiếng để tránh mọi người hiểu lầm. Tôi nói thật, trước khi anh Hùng phát biểu thông tin này, tôi còn nghĩ sẽ cho anh Hùng cơ hội để quay lại với nhau, nhưng mà giờ như thế này rồi thì tôi nghĩ sẽ rất khó hàn gắn. Tôi cũng khẳng định tôi và Song Duy chỉ đơn thuần là bạn bè, cả hai đã chơi với nhau được hơn 5 năm rồi. Chính anh Hùng cũng biết tôi chơi thân với Song Duy, sao mà nói chúng tôi quen nhau được. Sau hơn 2 tháng chia tay, tôi chưa mở lòng cho một ai hết. Tôi là người chung thủy nên tôi rất trân trọng chuyện tình cảm sống với nhau cả 5 năm trời, sao mà nói quên là quên được. Về vấn đề nuôi con, Lâm Khánh Chi khẳng định bản thân đủ tài chính nuôi con và không cần chồng cũ chu cấp. Nhưng vì là con chung nên cô vẫn thoải mái để chồng cũ thăm con, một hoặc hai ngày đều được. Trước đó xuất hiện hình ảnh chồng cũ Lâm Khánh Chi xuất hiện bên một cô gái được nghi là tình mới khiến dựng tình xôn xao. Khi thấy hình ảnh anh Hùng của bạn gái mới, tôi thật sự rất buồn. Nhưng bây giờ anh Hùng của bạn gái mới rồi thì tôi biết phải làm sao được. Dù gì cả hai cũng đã sống với nhau cả 5 năm trời, vợ chồng hết duyên thì còn nợ với nhau, mà nghĩ sao nói quên là quên được. Tôi cũng không thể nào ngờ anh có bạn gái nhanh đến như vậy. Tôi cứ nghĩ cả hai tạm chia tay một thời gian rồi quay trở lại, nhưng ai ngờ anh Hùng có bạn gái mới luôn, vậy là hết rồi chứ sao nữa. Những ngày qua tôi chỉ tập trung cho công việc và cố quên những chuyện cũ, nhưng anh Hùng từng quản lý hết tất cả công việc cho tôi nên tôi gặp muôn vàn khó khăn sau khi anh Hùng rời khỏi nhà. Chia sẻ về kế hoạch hiện tại, Lâm Khánh Chi cho biết cô sẽ quay trở lại con đường nghệ thuật sau hơn 5 năm lùi về hậu trường, lo cho gia đình nhỏ và công việc kinh doanh. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ chuyển giới cũng mong khán giả sẽ có cái nhìn thiện cảm hơn đối với chồng cũ, đừng chỉ trích anh về việc có bạn gái mới, để cuộc sống cả hai thoải mái hơn. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.